chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam không cần cộng sản và không chấp nhận cộng sản. Khi còn giữ chức chủ tịch Quốc hội, ông tiến sĩ xây dựng Đảng Nguyễn Phú Trọng đã trả lời báo chí Ấn Độ vào hồi tháng 2 năm 2010 nhân chuyến thăng cấp nhà nước đến Ấn Độ rằng Việt Nam chưa cần đa đảng. Sau này có lẽ nhờ tư duy ấy mà ông Trọng được lên chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến nay. Mới đây, chủ đề đa đảng hay độc đảng lại nóng lên khi báo Đồng Nai đã đăng bài viết của tiến sĩ xây dựng Đảng Vũ Thị Nghĩa với tựa đề Việt Nam không cần và không chấp nhận chế độ đa đảng. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới đây đã xuất hiện trong tình trạng sức khỏe có vẻ rất yếu, đi không vững. Facebook Bút Thép đã đưa lên hình ảnh này với lời bình luận như sau: Một dân tộc hơn 100 triệu người mà không có người tài thay thế, một ông già đã bị bệnh hay sao? Về chủ đề này, cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ có bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân có 25.000 người theo dõi với tựa đề Việt Nam không cần cộng sản và không chấp nhận cộng sản như sau. Bài viết của tiến sĩ Vũ Thị Nghĩa ngắn, nhưng vì tôi thường xuyên nghiên cứu những bài viết có đề tài này nên tôi biết chị Nghĩa ngồi trong phòng lạnh và copy bài của nhiều người, trong đó có bài của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tú, tức là bài đăng ở tạp chí Tuyên giáo số 7 năm 2018 và nhiều bài viết khác của nhiều tác giả nữa. Chính vì vậy tôi tin chắc rằng chị Nghĩa không hề biết mình đang nói gì, nhất là thứ bằng tiến sĩ xây dựng đảng, một loại bằng cấp rác rưởi của nhân loại, thì phát biểu mang tính thần kinh như chị là điều không khó hiểu. Mở đầu bài, bà nói rằng chế độ này, một đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam, hoàn toàn không phải sự áp đặt từ phía đảng hay một lực lượng chính trị nào khác, mà chính là sự lựa chọn của dân tộc, của nhân dân. Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam cho phép khẳng định, ở Việt Nam không cần và không chấp nhận chế độ đa đảng. Chỉ mở bài như thế thôi thì chúng ta cũng đã thấy sự bệnh hoạn trong não trạng của bà nói riêng và của người Cộng sản Việt Nam nói chung. Họ quá ảo tưởng đến mức bệnh hoạn, lập luận cho rằng Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam là do sự lựa chọn của dân tộc, của nhân dân. Dân tộc nào đã lựa chọn, nhân dân nào mà lựa chọn Đảng Cộng sản? Câu hỏi được đặt ra. Chính phủ Trần Trọng Kim mới hình thành non 5 tháng đã phải giải quyết hàng loạt hệ lụy đang tồn tại trong xã hội Việt Nam thời bấy giờ. Việt Minh chui từ rừng về, sách động quần chúng, lợi dụng nạn đói để tuyên truyền và cướp chính quyền bằng nhiều thủ đoạn hạ bệ các đảng phái chính trị đối lập. Sau đó, Đảng Cộng sản đã nắm toàn quyền lực ở miền Bắc sau năm 1954. Đây là hình ảnh chụp màn hình bài báo của tiến sĩ Vũ Thị Nghĩa đăng trên báo điện tử Đồng Nai. Sau đó, được sự hỗ trợ về người và của Bắc Kinh, Xô Viết, một lần nữa tắm máu đồng bào miền Nam, Đảng Cộng sản đã dùng ý chí ngoại bang ở đây là Trung Quốc, là chủ nghĩa cộng sản để cai trị lên dân tộc Việt Nam, chứ dân tộc nào đã chọn họ. Cộng sản từ khi nắm quyền cho tới bây giờ chưa một lần tổ chức bầu cử tự do, nhân sự chính quyền đều do Đảng Cộng sản bế lên rồi bế xuống, diễn trò với nhau, chưa một lần cho nhân dân lựa chọn, mà Nghĩa bảo là nhân dân lựa chọn. Nhà bình luận này nói tiếp như sau: Những năm qua, Đảng Cộng sản đã cố gắng nhượng chủ quyền, bán đất, bán biển, hợp tác toàn diện với kẻ thù, xem kẻ thù là bạn, Đảng Cộng sản đã tự thể hiện một tổ chức phản động, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc. Đảng Cộng sản đã nắm quyền cai trị, thâu tóm mọi định chế trong đất nước, xem nhân dân là kẻ thù để cai trị. Đảng Cộng sản tàn ác với dân bằng các chính sách bóc lột thuế, bằng các hành xử cướp đất rồi đẩy hàng vạn nhân dân vốn dĩ có nhà cửa, ruộng vườn trở thành tay không. Trong khi đó, Cộng sản lại giao hơn 162.000 hecta đất cho người Trung Quốc sử dụng. Đảng Cộng sản quản lý kinh tế, làm cho đất nước điêu tàn, nào là cú đấm thép, nào là kiến tạo, tất cả đều chìm nghỉm trong đống nợ công. Hoàn toàn thất bại, hoàn toàn lỗi vì đường lối tham ô của Đảng tạo điều kiện cho những cú đấm thép, tập đoàn ấy chết trong trứng nước. Chỉ duy nhất là nợ phát triển, nợ đến nỗi ông Trọng phải bán ba đặc khu cho Tổ Cộng, nhưng may mà nhân dân tỉnh táo mới không bị mắc lừa bởi Đảng Cộng sản. Về mặt chính trị, Đảng Cộng sản trà đạp lên hiến pháp khi cấm người dân lập hội nhóm, quyền biểu tình, quyền tự do, ngôn luận. Tất cả các quyền đó là phổ quát, quyền được hiến định, vậy mà Đảng Cộng sản đã bỏ tù ai mà sử dụng các quyền đó. Đây là hình ảnh các thành viên của nhóm phổ biến hiến pháp mới đây đã bị kết án tù. Đảng Cộng sản đã đẩy nhân dân vào bước đường cùng khốn khổ, khắp nơi đều oán thán, dân tình điêu linh, nhà nhà căm phẫn cách hành xử của một chế độ bạo tàn. Chỉ nhiêu đó thôi, chúng ta đã thấy Đảng Cộng sản chính là kẻ thù trực tiếp của dân tộc, nhân dân Việt Nam. Cộng sản là tổ chức phản động, ngụy quyền, luôn đi ngược lại lợi ích của nhân dân, đất nước. Vì vậy, tôi dám tự tin và khẳng định rằng dân tộc, nhân dân Việt Nam không cần và không chấp nhận Đảng Cộng sản. Dân tộc, nhân dân ấy, trong đó có tôi, ông Phạm Minh Vũ đã đưa ra kết luận của mình như vậy.
Còn Facebook Thanh Mai cũng có bài viết đáp lại tiến sĩ Vũ Thị Nghĩa với ba nhận xét lớn rằng mù quáng, lộng ngôn và thiển cận. Thứ nhất là mù quáng. Tiến sĩ nói chế độ một đảng duy nhất cầm quyền không phải là sự áp đặt. Vâng, không phải là sự áp đặt. Nhưng nếu ai như mong muốn đa đảng thì có thể bị o ép trù dập. Ai vận động cổ suý có thể bị tù đầy. Những Hữu Loan, Trần Độ là chuyện quá khứ. Mới đây có nhà báo Nguyễn Khắc Kiên lên Facebook nêu mong muốn đa đảng lập tức bị sa thải và tước thẻ nhà báo thì đó có phải là áp đặt trù dập hay không? À, tiến sĩ Thị Nghĩa tối mắt tối lòng kia. Ăn lương thuế dân không tìm tòi con đường sáng lạn cho dân tộc mà chấp mê bất ngộ nói năng mù quáng phi thực tế thế này thì liệu tiến sĩ có tự hổ thẹn với lòng? Rõ ràng biết bao nhiêu người vì nêu ý kiến bị đầy ải mà nói không áp đặt liệu có phải là mù quáng là lươn lẹo hay không? Nhà bình luận này nói tiếp như sau. Tư duy rác rưởi vậy, có nhục với tổ tông và có tủi hổ với dưới là con cháu, trên là lớp lớp cha anh đổ xương đổ máu về sự nghiệp phát triển của dân tộc hay không? Đây là hình ảnh tranh cổ động của ngành công an được treo giữa thủ đô Hà Nội với câu công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình. Điều thứ hai là lộng ngôn. Độc đảng là sự lựa chọn của dân tộc và nhân dân. Quá khứ 30 đến 50 năm về trước chúng ta tạm không xét. Sự lựa chọn của thế hệ trước chúng ta tôn trọng. Nhưng thời gian đã qua và lớp người sinh ra sau chiến tranh giờ mới là những người quyết định tương lai của đất nước. Thế nhưng thực tế, 20 năm qua chưa có một cuộc trưng cầu dân ý nào về sự lựa chọn chính trị của đất nước. Chẳng có cuộc khảo sát đủ lớn nào thì lấy gì để nói độc đảng là sự lựa chọn của nhân dân ta. Người có tri thức nói phải có bằng chứng, lập luận phải chặt chẽ và dựa trên thực tiễn đời sống, chứ không thể khơi khơi lộng ngôn một cách bừa bãi tùy tiện. Không thể thấy miệng giếng tròn rồi bảo trái đất cũng như cái mâm được. Không thể sờ chân con voi rồi phán con voi như cái cột đình. Không thể phỏng vấn dăm ba ông bà lão thành vài nghệ sĩ quốc doanh rồi đăng VTV nói đó là sự lựa chọn của cả dân tộc. Mai đây em phỏng vấn con cháu em để chúng nói em là nữ hoàng, là mẹ hiền dân tộc. Xong em đăng Facebook nói cả dân tộc lựa chọn Elizabeth Thanh Mai là mẹ hiền dân tộc. Thì có nghe được hay không hả tiến sĩ Thị Nghĩa lú lẫn mù quáng còn lộng ngôn kia? Và điều thứ ba, thiển cận. Việt Nam không cần đa đảng. Làm tiến sĩ tưởng Thị Nghĩa có cái đầu khoa học, nhân văn và thực tiễn nhân sinh thế nào. Nhưng Thị đưa ra kết luận mà chẳng có mở bài, có phân tích để đưa đến kết luận liệu Việt Nam có cần hay không cần việc đa đảng thì cần phải so sánh từ lý thuyết đến thực tiễn. Cần phải có những công trình lý thuyết đánh giá xem nếu đa đảng Việt Nam sẽ thế nào, nó khác với tại ra sao, ưu điểm, nhược điểm thế nào thì mới nói được là cần hay không cần. Facebook Thanh Mai đã nêu ra lý luận của mình như vậy. Đây là hình ảnh cuộc tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ đang thu hút sự chú ý của toàn thế giới và cơ hội của Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Biden là ngang nhau tùy theo sự lựa chọn của người dân Mỹ. Nói phải nhìn rộng ra thế giới, phải so sánh với các quốc gia trong khu vực, chứ phán bừa, phán ẩu không phải hạng thiển cận ngu đần thì có thể là trẻ lên ba với loại vô tri, vô loài mới sảng ngôn thiển cận như vậy. Thị và đồng đảng đã có công trình lý luận nào nói về viễn cảnh Việt Nam có đa đảng chưa mà dám lộng ngôn thiển cận khẳng định cần hay không cần? Thực tế đã có địa phương nào ở Việt Nam hiện nay thử áp dụng mô hình đa đảng để so sánh chưa mà dám ra lời khẳng định cần hay không cần? Kể cả trong lịch sử đã có đề tài khoa học nào phân tích tính ưu việt và những hạn chế ở hai thể chế chế độ Nam và Bắc Việt Nam trước năm 1975 một cách khách quan chưa để dám đưa đến kết luận như vậy? Và nói Việt Nam không cần đa đảng mà không căn cứ theo bất cứ công trình khoa học nghiên cứu nào thì phải chăng Thị đang đưa cái nhìn chủ quan thiển cận của mình để rồi áp cho cả dân tộc, lấy cái duy ý chí mù quáng cá nhân để quyết định cho vận mệnh muôn triệu người? Facebook Thanh Mai cũng đưa ra kết luận như vậy. Cũng bàn luận về bài viết của tiến sĩ Vũ Thị Nghĩa, nhà văn Nguyễn Đình Bồn đã đưa ra góc nhìn đa nguyên, độc đảng nhìn từ tham nhũng. Đây là hình ảnh biếm họa xuất hiện trên mạng xã hội sau sự kiện đài truyền hình VTV của nhà nước Việt Nam miệt thị gánh hàng rong là ký sinh trùng. Việt Nam là đất nước luôn bị xếp hạng cao nhất về tham nhũng trên thế giới. Chuyện các quan chức cấp bộ, cấp tỉnh bị ra tòa, bị kêu án nặng về tham nhũng đã thành chuyện thường ngày cho mọi người dân chứng kiến và bàn luận. Ít tham nhũng nhất thường là Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ. Vậy tại sao các thể chế dân chủ với đa nguyên tam quyền phân lập thì ít tham nhũng hơn các thể chế độc tài hoặc bán độc tài? Lý do thật đơn giản, do đa nguyên về chính trị. Thời gian nắm quyền là hữu hạn theo hiến pháp. Quân đội, cảnh sát, tòa án và báo chí tách biệt với đảng cầm quyền, nên dù có là nguyên thủ quốc gia, anh cũng chỉ là người phục vụ cao cấp mà không phải là người cai trị.
làm không xong nhiệm vụ quốc gia, lộ ra cái sai, cái xấu, anh ngay lập tức bị các thành viên đối lập chỉ ra và dân sẽ phế truất anh để chọn người khác. Như vậy, dù có muốn tham quyền, anh cũng không thể tham quyền. Anh chỉ có thể giữ vững ghế lãnh đạo của mình trong nhiệm kỳ đã quy định bằng cách chứng minh anh là người phục vụ nhân dân tốt nhất. Và tại Hàn Quốc, với án tù dành cho cả tổng thống là một ví dụ. Đa nguyên, đó chính là mô hình chính trị ưu việt nhất hiện nay của nhân loại. Minh chứng rõ ràng là những nước đi theo con đường đó đều nhanh chóng giàu có, hùng mạnh, người dân tự hào với tên gọi quốc gia của mình. Ngược lại, tất cả những nước độc tài hoặc bán độc tài đều chìm sâu vào trong khủng hoảng và tham nhũng, người dân khốn khổ. Nhiều người tìm mọi cách rời khỏi đất nước và khi bước ra khỏi biên giới, cảm thấy chạnh lòng với tấm hộ chiếu Việt Nam của mình. Chẳng có độc tài nào tốt cả. Đã là độc tài thì không thể kiểm soát quyền lực tha hóa. Cho nên cái câu phát biểu hồ đồ của bà tiến sĩ Vũ Thị Nghĩa ở Đồng Nai kia chẳng đáng bàn luận nhiều, bởi nó đi ngược lại với thực tế và đi ngược lại với cái mà người cộng sản gọi là duy vật biện chứng. Nhà văn Nguyễn Đình Bột đã nêu nhận định của mình như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2020 với bản tin Việt Nam không cần cộng sản và không chấp nhận cộng sản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de